quả này khá là ngọt ngọt luôn nha các bạn, ngọt lắm quả tích. Khép mít quả lộn xộn mới được các bạn nha, đây quả xoài ghép nha các bạn, nãy mình nói nhầm. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, lại là mình đây, Team Vlog. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, mình là Cô Tít đây. Ok các bạn, thì ngày hôm nay Team với Cô Tít sẽ quay video cho mọi người cùng xem. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ đi tìm xoài và ăn nha mọi người. Thì đằng sau mình là cây xoài nha các bạn. Thì bây giờ Team với Cô Tít sẽ tìm xoài để tụi mình ăn nha các bạn ơi. Ok, bây giờ Team sẽ quay cho mọi người xem cây xoài nha các bạn. Ok các bạn ơi, đây là cây xoài ở trên tôn nhà luôn nha các bạn ơi. Đây có hai trái xoài nè mọi người. Đây một trái nha các bạn. Cô Tít thái đi cô Tít. Ở trong cây xoài này hết trái rồi nha các bạn ơi. Tại mùa này giờ này là hết xoài rồi nha các bạn. Đó, cho các bạn xem cây xoài này. Đây có một cây xoài nữa này mọi người ơi. Để mình quay xung quanh cho các bạn cùng xem luôn nha. Bây giờ là 2 giờ chiều nha các bạn. Mà bên phía trên đồi kia là mưa rồi các bạn ơi. Hy vọng mưa nó sẽ không tới đây nha các bạn. Để tin với cô Tít có thể quay hoàn chỉnh video cho mọi người cùng xem. Hơi tối đúng không các bạn ơi? Ok nha các bạn, đây là trái xoài mà Team với cô Tít thái được nha các bạn ơi. Và đây là mấy quả này các bạn. Còn đây là các bạn biết cái gì không, đây là cà nha các bạn. Còn đây là trái dứa nha các bạn ơi. Ok, đây là muối nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn xem rõ nha. Ok nha các bạn, bây giờ Team với cô Tít sẽ ăn nha các bạn ơi. Cô Tít ăn đi cô Tít. Bây giờ mình sẽ thử ăn cà này trước nha các bạn. Mình chọn trái to nhất nha các bạn. Cắn như thế này luôn nha các bạn. Muối siêu cay luôn nha các bạn ơi. Cay quá. Cay quá cô Tít. Mình chưa ăn mà chảy nước miếng luôn các bạn. Đây này, cho các bạn xem gần này. Đó. Cô Tít nhớ để gần cho mọi người xem nha. Mình mời tất cả mọi người ăn nha. Quá mọi người ơi, quả cà này là khá là dài các bạn. Đây này, khá là dài luôn. Không cần gọt nha các bạn. Khá là cay các bạn ơi. Đây. Mời các bạn nha. Chua quá. À. Ừ.
Bây giờ là gần 3 giờ rồi nha các bạn ơi. May quá mà mưa ở trên đồi kia nó không xuống đây nha các bạn. Nếu mà mưa xuống đây là tên Cutis sẽ không quay được luôn các bạn ơi. Quả này khá là ngọt, ngọt luôn nha các bạn. Ngọt lắm hả Cutis? Quả khép mít bạn. Đây này, mời tất cả các bạn nha. Đây quả xoài ghép nha các bạn. Nãy mình nói nhầm. Mời tất cả các bạn. Chua quá các bạn à. Sao mà chua dữ vậy? Một chút đội xoài nha các bạn. Ăn xoài này nha các bạn. Cái xoài này thì Tin vừa cắn chưa ăn nha, mà biết ngọt rồi nha các bạn. Xoài này mới ngọt này. Nhưng mà bên trong nó thối các bạn ơi. Đây này. Bên trong nó thối cái hạt nó à mọi người. Mời tất cả các bạn nha. Trái xoài này à, ngọt nha mọi người. Nó không chua nữa. Nãy đầu tiên xoài mình ăn nó chua lắm. Cái xoài này thì ngọt, không có chua. Tuy nhiên mình cắt trái dứa này ăn nha mọi người. Trái dứa này hái trong rẫy nha mọi người. Bây giờ mình ăn trái xoài nhỏ nha các bạn. Cô Tích không ăn cả. Không biết ăn. Không quen ăn. Cô Tích không quen ăn cả nha mọi người. Quả này còn hơi non mọi người. Đây mọi người. Mời tất cả mọi người ăn nha. Cái xoài đó của Cutis có chua. Chua. Đều có hai loại xoài nha mọi người. Nhưng có xoài chua, có xoài không chua nha các bạn. Cay quá. Quá là đã luôn các bạn. Khá là cay các bạn. Ok các bạn ơi, tại không biết sao điện thoại tụi mình quay á mọi người tự nhiên không có điều chỉnh được độ tối độ sáng á mọi người, nên là Tin với Cutis quay không được nha mọi người, nên là Tin phải quay và Cutis phải ăn thì mới lấy được rõ nét nha mọi người. Bây giờ Cutis sẽ ăn nha mọi người. Mời tất cả mọi người ăn nha. Trái dứa có ngọt không Cutis? Ngọt lắm nha mọi người. Trái dứa này rất là ngọt luôn nha mọi người ơi. Trái dứa này là hái ở trên rẫy nha mọi người. Đó. Chua thì vẫn chua nhưng mà ngọt á mọi người. Ngọt là mình ăn sẽ rất là ngon nha mọi người.
Đây là mấy trái xoài nha mọi người. Tụi mình mới ăn được một ít nha mọi người. Đây là ớt. Đó, quay gần cho các bạn xem này. Đó, khá là đã luôn nha các bạn. Cứ tích để gần. Đó, khá ngon đúng không các bạn ơi. Đây này, muối ớt đây này. Wow, rất là cay luôn nha các bạn. Giờ là 3 giờ mấy rồi nha các bạn. Nãy tin với cô Tít tìm góc quay á mọi người, không biết sao điện thoại nó bị chói á mọi người, nên là quay không rõ luôn, phải tìm đi tìm lại. Xong làm đi làm lại không được luôn mọi người ạ. Nên giờ tin phải quay để cho cô Tít ăn nha mọi người. Tin cô Tít ăn no rồi tới tin ăn nữa nha mọi người ơi. Mình mời tất cả mọi người nhé. Bây giờ bầu trời khá là âm u luôn nha các bạn. Tụi mình quay từ 2 giờ mà bây giờ là 3 giờ mấy rồi nha các bạn ơi. Đó, khá là lâu luôn nha các bạn. Rất là nhiều thời gian để mà chỉnh qua chỉnh lại cho các bạn, để có một video rõ nét hoàn chỉnh đẹp nhất để cho các bạn cùng xem nha. Đó, cô Tít không ăn xoài nữa, mình no rồi mình nè. Mình sẽ ăn tay dứa. Cô Tít thử ăn cà xem đi. Khá là dài nha các bạn, cà khá là dài. Dài lắm các bạn. Ăn được không cô Tít? Không được. Không được à? Không được thì bỏ. Cô Tít không ăn được cái trái cà nha mọi người. Bây giờ mình ăn tay dứa. Cô Tít ăn mà mình nhìn chảy nước miếng luôn nha các bạn. Tại nãy là đầu video các bạn ơi, tin với cô Tít có ăn một xíu mà tuy nhiên điện thoại nó bị chói các bạn, quay chói nên là phải chỉnh tới giờ luôn đó, nên tin rất là thèm ăn luôn nha các bạn ơi, để cho cô Tít ăn lại nha các bạn. Cảm giác của Tít bây giờ như thế nào? Có cay không? Cay. Mình cũng ăn rất là ngon các bạn. Đây này, cho các bạn xem muối ớt này, toàn ớt không nha các bạn. Đó, đỏ, đỏ chót luôn nha các bạn. Giờ cô Tít ăn tiếp nữa không? À, mình không ăn tiếp nữa các bạn. Cô Tít cô Tít nói cay quá nha các bạn ơi. Đó. Do video sau của tụi mình bị lỗi nha mọi người, nên khúc này mình phải ghép đoạn video này để mình dừng clip này nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên nhớ like và đăng ký kênh cho Tin Vlog nha mọi người, để Tin có thêm những nỗ lực làm những video mới cho các bạn cùng xem nha. Và bây giờ bye bye tất cả mọi người nha.